nhẹ nhàng say theo điệu múa, cùng bước em rực cháy lên dạng người. Kìa đêm nay bao nhiêu ga si tình, anh đã ngây dại gió nghe. Hello mọi người, mình là Truyền Hữu và hôm nay team của mình sẽ đi lắp một cái bộ van số cũng như là mic không dây. Ở đây mình sẽ có cái dòng là mic không dây GL-VN200 và một cái van số mới nhất của JBL, đó chính là cái KX180A ha. Và cái dàn này thì anh em mình sẽ lắp cho một cái chú ở quận 7 đó. Hai vợ chồng của chú ở quận 7 rất là đam mê ca nhạc, nhưng mà đã có sẵn một cái dàn Dinan, một cái dàn chuyên nghe nhạc thôi, nhưng mà mình sẽ tùy biến cái sản phẩm van số này cùng với lại cái mic hát live chất lượng này đó. Thì ngoài cái việc lắp những cái dàn karaoke như thế này hay những cái dàn mà mình dựng sẵn cấu hình như thế này, thì mình có nâng cấp và cung cấp cái giải pháp karaoke cho những cái dàn có sẵn rồi, hoặc là những cái loa nó không hay như thế nào, thì mình sẽ có những cái giải pháp cho mọi người ha. Thì anh em mình sẽ đi quận 7 và lắp cho các bạn xem và nghe thử cái âm thanh của cái van số JBL KX180A mới nhất với lại cái VM200 như thế nào ha. Ngoài cái dòng mic VM200 này thì có rất là nhiều cái dòng mic không dây khác mình đang về đó ha. Mình có khoảng 4 đến 5 dòng những cái dòng chất lượng về mic không dây, ví dụ như cái hãng DB Acoustic hoặc là mới về cái dòng Navision, cái mic bóng đèn, và một cái dòng mic của Soundmic nữa ha. Thì trong những video clip sau mình sẽ test cho các bạn những cái mic không dây xịn sò nhất về dàn thanh karaoke loa ngoài. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cùng theo dõi Truyền Hữu mọi người nha. Ta nào biết em ở đâu, em là ai trên cuộc đời này, để đường tư tìm quên sầu ca. Em là ai cho ta đời chờ, mong được thấy em trong cơn say. Em là ai phải chẳng là thật, mà sao ta cứ mãi đi tìm. Một đêm trăng thanh quạng bên đường vắng tanh, chỉ còn em với